Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cái UZobiso cho XZ2. Những cái máy mà nó đã unlock Brother nhé. Đây, chẳng hạn như cái con máy này mình đã unlock rồi. Thì để kiểm tra xem máy đã unlock hay chưa, thì các bạn sẽ vào máy điện thoại và có gọi điện bạn gọi cho mình sao thăng 7378423 thăng sao. Okay, đến lúc này các bạn đợi mình tí. Hoặc đợi mình tí nha, mình vào cài đặt mình tắt cái độ sáng tự động đó. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm cái video này luôn. Hiện tại mình, ok, thì ở đây các bạn sẽ ấn vào Service Info, ấn vào Configuration, thì ở máy mình đã unlock rồi, nó ghi unlock Z thì sẽ áp dụng được nha. Có những cái con máy nào mà nó báo luôn như này, các bạn đợi mình tí. Cái máy mình đã unlock rồi đây, nó đã ghi là unlock thì có thể áp dụng được nha các bạn. Có những cái máy hoặc là allow Z. Ok, hoặc đợi mình tí. Hoặc đợi mình tí nha. Mình lấy mình hình minh họa cho các bạn xem. Những cái máy mà nó báo như này thì các bạn không máy mà báo như này thì các bạn bỏ quảng quảng đĩa kia cho mình, thế không dùng được đâu bạn, không áp dụng được đâu. Okay, những cái máy này mình sẽ hướng dẫn những cái máy unlock rồi nhá. Unlock Z hoặc là allow Z, các bạn sẽ lên Google bạn tìm cách unlock Brother nhá, nó cũng không khó lắm đâu. No thì không có cách nào đâu các bạn, no như này thì vứt nha các bạn nha. Này mình không quảng bá. Ok, đây nó cứ no như này vứt nha, không áp dụng được đâu. Okay, thì bây giờ mình đã unlock rồi. Thì đầu tiên các bạn sẽ tải cho mình không dài dòng nữa. Đầu tiên các bạn sẽ tải cho mình 4 cái file này. 1, 2, 3, 4. 4 cái file mình sẽ để dưới mô tả. Và các bạn sẽ giải nén cái file tgrp.xz2 này ra. Nó sẽ ra một cái thư mục này. Và đầu tiên mình nói trước, các bạn hãy cài đặt những cái driver liên quan đến Fastboot và ADB. Những cái driver này các bạn hãy lên Google các bạn tìm cách cài nhé. Ok, thì sau khi các bạn giải nén cái thư mục TGRP.xz2 này ra thì ok, mình nói thẳng cài driver trước khi thực hiện nha các bạn. Nếu không các bạn sẽ bị lỗi waiting for device. Driver thì Google rất nhiều, nó dân cài rất nhiều trên Google, bạn có thể cài được. Đây, TGRP.xz2. Ok, thì chúng ta sẽ mở file boot TGRP. Bây giờ mình sẽ cắm các điện thoại cắm sạc vào. Các bạn đợi mình cắm sạc vào đã. Ok, bây giờ mình sẽ tắt nguồn đi. Nó sẽ tắt nguồn cho mình nha. Các bạn đợi tí cho nó tắt hẳn đi nha. Các bạn đợi tí cho nó tắt hẳn đi. Thì mình nếu mà được thì mình sẽ làm video test cái spec trên con General Pixel luôn. Thì các bạn sẽ giữ tăng âm lượng, đồng thời cắm sạc vào nha. Ok. Ok, giữ cắm tăng âm lượng nha. Đấy, ok, nó báo đèn xanh như này. Lại bật lại nhá. Đấy, nó báo đèn xanh như này là được này. Đấy, ok. Thì ở đây các bạn mở cái file path này rồi thì nó sẽ tự động nó lên cái giao diện này nhá. Các bạn cứ kệ nó, bạn đợi nó tầm một lúc thì nó sẽ vào TGRP như này. Nó báo là sender comment. Các phải cài driver nhá, bạn phải cài driver nó mới được. Phải cài driver. Ok, nó cứ nháy kệ nó. Bạn chờ nó không lên rồi. Đấy, ok, nó đang lên logo rồi nha các bạn. Ok, TGRP đây. Ở dưới kia khá là ồn, các bạn thông cảm nhé. Còn đợi mình tí. Thì đến bước này rồi các bạn sẽ kéo. Ồ, từ, khoan. Ok, để các bạn sẽ kéo vuốt sang như này. Ok, đến bước này các bạn sẽ ấn vào in vào white. Các bạn chọn format data nhé. Các bạn đợi mình tí, cái cam này nó hơi bị các bạn đợi tìm tí mình chỉnh độ sáng nhá, setting này, độ sáng này, ok.
Ở đây mình sẽ tiện để cửa tiện cho chỉ nó dễ dàng hơn các bạn ạ. Các bạn sẽ thoát ra đây, các bạn ấn vào Y data, Y này. Các bạn chọn format data. Đây cái dòng format data này này. Các bạn nhập chữ Y, ấn vào chữ Z, Y, E, Z. Xong ấn vào cái dấu tích này. Các bạn chờ nó format nhá, ở dưới kia rất là ùn các bạn thông cảm nhé mọi người. Dưới kia rất là ùn, mấy bà cứ ngồi nói chuyện thôi. Bây giờ các bạn sẽ ấn thoát ra ngoài mình. Ui, xong rồi ấn vào Advanced. Ấn vào ADV Cloud này. Bạn kéo sang. Thì sau khi kéo sang xong thì các bạn sẽ lên tiếng mình. Các bạn sẽ tải cho mình cái Minimal ADB Fastboot về. Cái video này mình không có một cái ý gọi là quảng cáo ở đây cả. Các bạn sẽ tải cho mình cái Minimal ADB Fastboot về và cài đặt vào. Ở đây thì mình đã cài rồi nên mình không cần nữa nhá. Thì đến bước này rồi thì các bạn đợi mình tí. Đây các bạn sẽ tìm lại cái chỗ mà các bạn đã tải ba cái file này về. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với ba cái file này. Và đầu tiên các bạn sẽ gặp với cái máy, các bạn phải cắm bật cái ADB Silut. Sau đó cắm sạc máy tính ok như này các mình nhé. Các bạn sẽ ấn vào chuột phải Device Manager để và ấn Device Manager để kiểm tra xem máy tính nó đã nhận driver hay chưa. Thì ở đây mình sẽ kéo xuống dưới thì nó có cái phần mà cái này thì có vẻ là chưa nhận được các bạn này. Cái này có vẻ chưa nhận thì các bạn sẽ rút cap ra đợi tầm 3 giây, 1, 2, 3 sau đó cắm lại. Cắm lại. Ok thì đây nó sẽ nháy này, chắc chắn là có thể sẽ nhận rồi. Ok các bạn sẽ xuống dưới cuối nha. Ở đây nó có cái Universal Boot Device, nó ghi là X-Predator 2. Thế tức là nhận rồi nha. Thế cái driver này các bạn phải tìm trên Google để cài đặt nha. Cái này các bạn mình sẽ không hướng dẫn được. Thì các bạn sẽ mở ADB và Minimal ADB Fastboot lên. Nó sẽ mở Minimal ADB Fastboot lên cho mình nha. Mình sẽ mở Minimal ADB Fastboot lên. Minimal ADB này. Ok. Nó sẽ kéo. Nó mở cái thư mục này ra. Nó sẽ nhập ADB CDE Load này. Như này nhé. Bạn sẽ kéo cái ROM Pixel vào. ROM Pixel đây. Các bạn sẽ kéo qua. Các bạn sẽ kéo một bên này. Còn một bên các bạn sẽ ấn Alt Tab. Đây, thì nó sẽ ra cái tab này, các bạn sẽ thả vào đây. Và các bạn ấn Enter. Ôi, nó đang serving rồi. Thì các bạn nó hiện như này rồi thì các bạn sẽ để ý trên điện thoại cho mình. Thì hiện tại nó sẽ cài đặt vào nhé. Nó sẽ đang cài đặt nhé. Thì nó sẽ không được rút cap vào đâu các bạn. Cap các bạn không được rút đâu. Thì yên như này nhé. Các bạn làm máy báo nô ấy thì đừng có hỏi mình nữa, bởi vì những cái máy nô đấy không làm gì đâu các bạn. Chỉ có tem và rút thôi. Tem và rút thì mình sẽ làm trong một cái video. Các bạn để cái này nhá. Nó đang ở step 1 các bạn cứ chờ đi, bởi vì cái do này nó khá là nặng. Thì nó đã hiện như này rồi thì các bạn sẽ quay lại nhá. Ấn back này. Các bạn sẽ ấn tiếp vào ADB Silut và kéo sang. Đến lúc này thì các bạn sẽ mở lại cái thư mục các bạn đã tải ROM. Các bạn đừng có hỏi những cái máy nhà mạng quốc tế xong rồi bảo là unlock nha. Những cái máy nó chỉ là được cái xác thôi. Ok, ở đây các bạn sẽ ấn vào cái file disable này. Các bạn sẽ mở tiếp cái thư mục này. Đấy, cửa sổ này các bạn ấn nhập ADB CD load nha. Các bạn sẽ kéo cái file này qua như này. Các bạn giữ chuột, đây các bạn sẽ ấn Alt Tab mở lại nhé. Giữ con chuột và kéo vào đây. Sau đó các bạn ấn Enter. Các bạn chờ tiếp nha.
Con sẽ để ý vuốt lên trên này. Con sẽ vuốt lên trên này và nó bảo là slot, nó ghi là A. A thì các bạn sẽ ấn vào reboot, à, ấn vào ra đây. Nó ghi là A nhá, có khi máy sẽ là B. Thì các bạn sẽ ấn vào trang chủ này. Nếu nó ghi cái này là, nếu nó ghi là A thì các bạn sẽ chọn cái này là A. Các bạn sẽ ấn vào reboot và chọn là A. Còn nếu nó ghi là B thì các bạn sẽ chọn là B. Đây mình nó đang ghi là A, thế nên là mình sẽ chọn là A. Nó sẽ ấn vào reboot system. Nó sẽ ấn vào và do not install. Nó sẽ chờ nó lên nhé. Vẫn chưa xong đâu các bạn, còn phải setup các thứ rất nhiều. Chúng ta cần phải xóa NFC đối với những máy nhà mạng để tránh việc hao pin, bởi vì nó pin sẽ rất là hao nếu chúng ta không xóa NFC. Tương tự như vậy ở ROM quốc tế, những máy nhà mạng úp lên nó sẽ bị lỗi NFC. Thì ở đây nó sẽ tương tự như vậy. Nó sẽ ghi này rồi, các bạn biết rồi đấy. Mình sẽ chọn ngôn ngữ sang tiếng Việt. Bắt đầu nó sẽ setup như bình thường thôi các bạn. Wi-Fi thì mình sẽ che mật khẩu nhé. Ok. Đợi mình tí để mình kết nối Wi-Fi. Ok. Ok. Vậy thì đến lúc này mình sẽ đây các bạn tự setup nha. Cái này mình sẽ chỉ minh họa thôi. Đây các bạn có thể sự setup rồi, cái này mình chỉ minh họa thôi. Bạn đợi mình tìm xem. Bạn sẽ vuốt lên thôi. Đấy, ok. Thì ở đây các cái dữ liệu của mình thì nó đã được khôi phục ở đây rồi. Và thì hiện tại chúng ta đang ở ROM Pixel rồi, các bạn đợi mình tí. Ok, không phải che làm gì nữa. Ok đây. Pixel OS Akari. Ok, video ROM này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.